Vâng, Kim Thanh và Minh Phương xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang đến với Online 360 độ và đến với Khách Đến Chơi Nhà tuần này. Phải nói là cảm xúc của tuần này chúng tôi khi vào phòng thu thì khác tuần trước rất là nhiều. Trước khi vào phòng thu là bắt Minh Phương là check kỹ khẩu trang, rửa tay, rồi Kim Thanh cũng hỏi lịch trình của Minh Phương 14 ngày qua làm gì. Dạ, lịch trình chỉ có nhà và đài thôi. Có đi đâu nữa không? Dạ không, chỉ có nhà và đài thôi, không có đi đâu được hết. Từ cái đó là thông tin chính thống hay là còn thông dạ, tin? Dạ, mình có khai báo trên tờ khaiyte.vn ạ. Rồi thuộc luôn. Nói chứ thật sự là chỉ có mấy ngày qua mà cuộc sống của mọi người cũng thay đổi khá là nhiều. Hiện giờ thì riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình cũng chưa có phức tạp lắm, nhưng mà chắc chắn là mọi người cũng đã bắt đầu cẩn thận, bởi vì chúng ta cũng biết là hậu quả của nó như thế nào thông qua cái đợt đầu tiên vừa rồi. Và chính vì vậy ngày hôm nay trong phòng thu của chúng tôi có một gương mặt khách mời mà chúng tôi cũng không dám ngồi gần luôn. Vâng, ngày hôm nay phải nói là biết anh lâu lắm rồi, nhưng mà lần đầu tiên mời anh đến tham gia vào Khách Đến Chơi Nhà. Vâng, đó chính là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Chào anh Dũng. Xin chào Kim Thanh và Minh Phương. Dạ. Xin chào quý vị thính giả. Dạ. Dạ, tại vì chắc thân quá cho nên không có được gọi là khách, cho nên là giờ mới cứ tưởng người nhà. Nhà, tưởng người nhà. Và trong cái tình huống này thì chắc đi tìm những người nào thân quen và có vẻ an toàn để mời tới nhà thôi. Anh cảm thấy chị Thanh an toàn không? Ít ra là lịch trình của Kim Thanh cũng giống với Minh Phương, là chỉ có nhà với đài, là từ cái hồi trước Tết, từ hồi Tết tới giờ luôn đó anh. Là từ cái hồi tháng 1 luôn á, là hình như là không đi đâu luôn á. Đó, là tính là thật sự là Kim Thanh cũng định đi chơi, là khoảng là giữa tháng 8 đi chơi, là tính chuẩn bị xin nghỉ phép xong cái giờ cái mình ngưng đi chơi luôn. Coi như là khả năng là năm nay không đi đâu hết rồi. Tại vì tới chừng mai mốt nó ổn định thì mình đã hết tiền thì lấy gì mình đi chơi. Có ý định là tức là cũng có chút chị phải là... học cái chiêu của anh Dũng chứ, tạm ứng trước. Chứ như anh là anh khổ, mấy hôm nay anh toàn ở nhà anh bày ra ý tưởng rồi kịch bản để mong cho các nhà đầu tư, nhà sản xuất tạm ứng trước. Vậy là anh cũng đỡ rồi đúng không ạ? Thì người ta hứa vậy đó, không biết làm sao. Thật ra là ngày hôm nay mời anh Dũng đến phòng thu là tại vì trong tuần cũng may mắn nha. May mắn trước cái thông báo là mình có một cái buổi showcase của phim Tiệc Trăng Máu. Hình như là mình showcase là bữa thứ 3 đúng không anh? Đúng rồi. Là tới thứ 5 là mình có thông báo đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, thì nói chung là cũng may và ekip cũng đã có buổi gặp gỡ với giới truyền thông để chia sẻ về cái bộ phim này. Đó là lý do mà mời anh Dũng tới phòng thu để anh chia sẻ thêm về Tiệc Trăng Máu. Thì tính đến bây giờ là mọi khâu của mình liên quan đến phim là xong hết chưa anh? Bây giờ thì mọi khâu nó đều xong hết rồi. Thì nếu theo đúng lịch và không có gì thay đổi thì bộ phim sẽ công chiếu vào ngày 20 tháng 8 tại Sài Gòn, 21 tháng 8 ở Hà Nội và công chiếu cho tất cả mọi người vào ngày 28 tháng 8. Và anh nghĩ là liệu nó có thay đổi không? Với mình thì với đoàn phim thì cũng... với chất lượng bộ phim thì mình rất là tự tin, nhưng mà dĩ nhiên là thời cuộc nó sẽ rất là khó nói. Yeah. Phải nói thì ở các chủ rạp, các cụm rạp cũng rất là mong muốn có những cái bộ phim để khán giả tới rạp, bởi vì ngoài cái chuyện dịch bệnh này thì cái vấn đề của rạp hiện nay khó khăn nhất đó là gần như không có phim. Những cái nguồn phim ngoại, hầu như những cái nguồn phim lớn đều dừng lại hết. Yeah. Cho nên là cái chuyện mà khán giả hạn chế tới rạp rồi không có phim, giống như một cái chợ mà người ta không có buôn bán gì hết thì cũng không có khán giả. Yeah. Cho nên nếu như mà tình hình dịch qua không có căng thẳng và chính phủ vẫn cho mở cửa thì có lẽ bộ phim cũng sẽ ra mắt. Nhưng mà dĩ nhiên thì chúng ta cũng phải nghe theo tất cả những gì mà chính phủ khuyến cáo. Dạ, thực ra là Kim Thanh thấy là những ngày gần đây thì đã có những cái chỉ thị mới và điều đó chắc là ảnh hưởng ít nhiều đến kế hoạch của các rạp. Bây giờ là Kim Thanh nghĩ là ekip nhà sản xuất, nhà đầu tư của Tiệc Trăng Máu là cũng đã đang ngồi suy tính như thế nào. Ví dụ như là ở Đà Nẵng thì hiện tại là không chiếu phim được rồi. Còn ở Hà Nội thì Kim Thanh không biết tình hình như thế nào, nhưng mà riêng thành phố Hồ Chí Minh thì không tụ tập quá 30 người. Thì ở các rạp thì cũng đã giãn cách ở một cái phòng chiếu với cái
tỷ lệ người như vậy rồi, thì anh Dũng cũng biết là một bộ phim mà tối đa khán giả chỉ có 30 người thì làm sao mình lấy lại tiền được, đúng dạ, không đúng ạ rồi. Đó thì đó cũng sẽ là một cái điều mà các nhà phát hành cân nhắc. Thí dụ cho chiếu phim nhưng mà như vậy thì liệu mình có dám hay không, tại vì kinh phí bỏ ra cũng nhiều. Thật ra thì tới nếu mà tới ngày đó mà nó vẫn ở cái tình trạng này thì mình nghĩ là bản thân thì các nhà phát hành cũng đã đang suy nghĩ làm sao để tốt, bởi vì một bộ phim bị đầu tư rất là nhiều công sức, thì nói chung là cũng đang ở trong một cái tiến thoái lưỡng nan, nhưng mà tất nhiên thì chúng ta phải cố gắng. Cái chuyện đầu tiên mà nó ảnh hưởng trước mắt là đứng về marketing PR thì nó rất là khó khăn, bởi vì thật ra bây giờ tất cả mọi người đều quan tâm tới cái tình hình dịch bệnh hơn là tất cả mọi thứ. Thì cái ảnh hưởng mà rõ ràng và ngay tức thì bây giờ nó là như thế. Và ngay cả khi mà ổn định rồi chắc gì người ta còn dư tiền đi coi phim anh. Thật ra thì phim nó cũng không có tốn nhiều tiền lắm. Và trong lịch sử điện ảnh thì nó cũng có những cái rất là, tức là khi lúc nào mà xã hội, lúc kinh tế nó đau, nó khó khăn thì thường người ta lại thích xem phim hơn. Tại phim nó đem lại cho người ta niềm vui và mơ mộng, và thật ra nhiều khi lúc đó người ta cũng rảnh hơn. Cho nên là thật ra là giải trí nó cũng có những cái điều như vậy. Nói về Tiệc Trăng Máu cũng như là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì có lẽ là chúng ta sẽ có rất là nhiều câu chuyện, và Kim Thanh cũng có nói với anh ở trong cái inbox trước khi mà vào phòng thu là nếu mà nói về anh thì anh em mình trò chuyện nhau với nhau á, để có thể phát sóng thì chắc là phải mất cả ngày cũng chưa hết chuyện nữa, nhưng mà đây là cái chương trình mà chúng ta sẽ dành để trò chuyện với các thính giả, cho nên là cái thính giả nào quan tâm đến những cái bộ phim mà anh Nguyễn Quang Dũng từng thực hiện, hoặc là bản thân quan tâm đến cá nhân của anh chẳng hạn, thì chúng ta có thể gọi về 028 3910 4866 từ bây giờ cho đến gần 11 giờ để chúng ta được trò chuyện cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Kim Thanh xin được nhắc lại hotline đó là 028 3910 4866. Và trong khi chờ đợi các thính giả gọi về thì Kim Thanh cũng muốn hỏi anh Dũng một chút xíu liên quan đến Tiệc Trăng Máu, là đây không phải là cái bộ phim đầu tiên mà anh remake, thế thì liệu nó có cái gì khác hay không? Ví dụ như anh thấy là làm về chắc quen rồi anh ha. Thật ra thì với mình á, gần như là mỗi tuần hay mỗi tháng đều có người gửi kịch bản để cho mình đọc, để lên làm những cái dự án. Thì phải nói là rất rất nhiều kịch bản remake, tại những cái kịch bản remake thì nó có sẵn, và thật ra là cũng gọi là trong nghề gọi là dễ bán, tức là nhìn thấy là biết rating của nó ở nước ngoài nó như thế nào, hay là câu chuyện nó rất là rõ ràng. Nhưng mà bản thân mình thì cũng gần như là mình nghĩ là 90%, hơn 90% các kịch bản remake gửi tới mình thì thường là mình sẽ từ chối. Thứ nhất là mình cũng không thích làm remake lắm, là mình rất cũng thích kể những cái câu chuyện mà nó gần gũi của mình hơn. Sở dĩ mình làm hai cái bộ phim remake đó là Tháng Năm Rực Rỡ và cái phim Tiệc Trắng Máu này, bởi vì có hai thứ. Thứ nhất là thật ra thì có những cái kịch bản nó gây cho mình cảm xúc, và nó có một cái đồng cảm, mình gọi là tính quốc tế. Thì bởi vì những cái dự án nó hấp dẫn như vậy thì mình mới nhận làm, chứ thật ra thì mình cũng ngại làm remake vì nhiều thứ. Không phải kịch bản remake nào nó cũng hay, và nó cũng gần gũi, và nó cũng tạo cho mình cảm xúc. Và nếu mà giữa hai cái dự án mà remake và của Việt Nam mình mà nó ngang ngang nhau mà nó không quá nổi trội thì chắc mình cũng vẫn chọn cái kịch bản của Việt Nam hơn. Kim Thanh có đọc một cái status của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh rất là bức xúc khi có một cái bài báo viết là tại sao mà cái bài báo đó nói là điện ảnh Việt Nam chỉ toàn là remake, thì tới chừng mà Phan Gia Nhật Linh là phải kiểm kê luôn, là thống kê lại tất cả các bộ phim là từ năm 2015 cho tới bây giờ luôn, là mỗi năm ra bao nhiêu phim, phim gì và phim nào remake, phim nào là bản gốc của kịch bản Việt Nam, thì cuối cùng phát hiện ra là 12%, mỗi năm khoảng 12% là remake. Thì Phan Gia Nhật Linh mới nói là trong số tất cả các bộ phim mà có 12% là remake thì đối với một nền điện ảnh đó không phải là một con số lớn. Nhưng mà tại sao báo lại cứ phải giật tít là ở điện ảnh tại sao remake khá nhiều,
Nhưng mà Kim Thanh có comment là quan trọng á là cái 88% còn lại đó là những cái bộ phim nào được bao nhiêu người biết đến, và thông thường là những cái tác phẩm remake lớn này của những cái ekip lớn như là anh Dũng hay là Phan Gia Nhật Linh đó, thì mọi người lại rất là quan tâm và người ta chỉ nhớ đến những cái bộ phim này thôi, đúng không ạ? Thật ra thì cái nguồn kịch bản luôn là một cái vấn nạn của cả thế giới chứ không phải là của Việt Nam đâu. Dạ. Mình cũng thấy thật ra cái nước mà chắc là remake nhiều nhất chắc Mỹ quá, tức là họ remake của người khác và họ remake lại của họ, mà cái phim có những cái phim mà năm nào mà họ cũng làm lại hết trơn. Tức là cái nguồn kịch bản nó rất là khó, và thật sự là có những cái tác phẩm nó mang tính quốc tế và nó mang tính gọi là bất hủ thì họ mới remake. Với cái Việt Nam thì mình cũng, người ta nói ủa bây giờ mốt làm phim remake hay sao. Thật ra là tại vì phim remake hay bị nhắc tới và hay mổ xẻ. Cái thứ hai là với mình á, thì công bằng mà nói á, mình cũng cảm thấy remake cũng hơi nhiều thật. Chứ không phải là không. Nhưng mà nó là một cái vấn đề thời cuộc của điện ảnh Việt Nam. Rõ ràng á, mỗi năm á, điện ảnh Việt Nam phát triển các cụm rạp rất là nhiều. Khán giả, các lượng khán giả cũng rất là phát triển. Và cái số lượng phim nó cũng rất là tăng theo cái nhu cầu. Thì rõ ràng mỗi năm chúng ta không thể đẻ thêm các biên kịch được, và cũng không đào tạo như các biên kịch được. Thì và chúng ta cũng không thể thờ ơ khi mà một cái giống như một cái chợ có người tới mua hàng nhiều, cái chợ càng ngày càng rộng hơn mà chúng ta cũng có nhiều đó hàng bán. Rõ ràng chúng ta phải nhập khẩu, chúng ta phải tìm mọi cách để làm thế này làm thế kia. Thì với mình á, thật ra bây giờ remake á nhiều á, ở cái giai đoạn này nếu mình lạc quan mình nó là tốt, thật ra là còn hơn là mình đi ăn chợ người ta mà mình không có nói, đúng không? Còn khi á mình remake tức là mình mua đàng hoàng, tới lúc mà mình đã thẳng thắn đó, tôi có tiền và tôi mua để tôi làm cái việc này việc kia. Rõ ràng trước khi mà điện ảnh chúng ta chưa có cái từ remake, rõ ràng chúng ta có rất là nhiều cái sản phẩm mà nó nà ná ở đâu đó cũng có. Dạ, có thể chỉ ra được, thậm chí là nó giống tới cả cách quay luôn, từng tình huống như thế nào. Thì nói chung là cũng có một số tác phẩm mọi người thấy đều như vậy, nhưng mà người ta nói lấy cảm hứng thì mình biết làm sao anh? Thì cái đó chuyện mình không phải là bản thân có những cái bộ phim cũ của Dũng cũng vậy, tức là cũng có một cái thời cuộc nó như vậy, tức là giống như là thời đó mình còn đi học thì mình có ảnh hưởng này ảnh hưởng kia, đó là chuyện bình thường. Dạ. Dạ, Kim Thanh hỏi một câu nữa trước khi trò chuyện với các thính giả là với Tiệc Trăng Máu, thật ra là cái bộ phim này á là nó cái phiên bản Hàn á, chiếu tại Việt Nam nó khoảng một cái thời gian khá là gần. Cho nên là Kim Thanh nghĩ rằng là nếu mà mình làm remake mình chiếu trong cái thời điểm này là có phải là nó quá cận hay không ạ? Tức là thông thường những cái phim remake hoặc là những cái phim á mà khán giả Việt Nam ít biết, hoặc là một cái thời gian lâu rồi đó, thì mình làm lại khi người ta xem người ta cảm giác mọi thứ là nó mới. Còn bây giờ là mình mới xem xong cái bây giờ mình xem nữa, thì anh có nghĩ đó là một cái khó khăn cho anh hay không? Thì cái này mình cũng thấy rằng là một cái sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Thật ra trước đây nó có nhiều thứ chúng ta không thể nào mua được nhiều cái phim mới được, tại vì nó quá mắc tiền. Nó ngoài cái khả năng của ta. Cho nên thường là chúng ta thường hay mua những cái kịch bản mà nó không quá hot và nó rất là lâu rồi. Hoặc là rất là lâu nữa rẻ hơn người ta bán. Thì bây giờ điện ảnh nó phát triển để người ta có thể bỏ một cái số tiền lớn hơn để người ta mua những cái bộ phim đang thịnh hành, đang mới, hoặc là những cái bộ phim mà rất là nổi tiếng. Thì rõ ràng đó là một cái sự phát triển về mặt kinh phí. Nó cũng rõ ràng thì mình nghĩ remake thì mình cũng sợ, nhưng mà khi mình chọn ấy, thì mình cũng, cho dù cái phim xa bao nhiêu mà người ta lên mạng ta coi cũng rất là dễ dàng, cho nên cái chuyện so sánh là không thể mà mình không nghĩ tới. Nhưng mà rõ ràng mình phải tự tin một điều là mình làm lại nó có cái riêng của mình, nó có cái cảm xúc của mình, nó có những cái thứ của mình, thì mình cứ làm thôi. Giống như người ta nói ủa tại sao ở Việt Nam mà ăn cái tiệc gì ăn sang quá, ăn như Tây, đúng không anh? Ngay khi các bạn ăn được chung tung ra. Thật ra thì cái đó là một cái, nó dính tới cái câu chuyện. Thật ra cũng có nhiều người nói tại sao. Thật ra là cái xã hội Việt Nam nó cũng đang rất là phát triển. Nó có rất là nhiều người mới giàu, và cái câu chuyện này nó nói về những cái người
qua một cái thời cuộc bắt đầu mới giàu, mới thành công. Yeah. Và những cái bữa ăn đó, nếu các bạn xem phim, nó đều có những cái ẩn ý, nó có những cái nó hơi trưởng giả hoặc làm sao, nó có thế này có kia, tức là tại vì nó là một cái bộ phim hài châm biếm. Yeah. Cho nên thật ra có những cái mà khi mà các bạn xem phim, các bạn sẽ hiểu hơn tại sao mà nó có tày có tà lẫn lộn, nó có thế này có thế kia. Giống như Kim Thanh với Minh Phương bây giờ mình lên cái tầng 77 mình ăn thịt bò xong cái mình chụp hình lên mình đăng Facebook mình sống ảo đó. Giống như đây là cái cuộc sống hàng ngày của tôi, chỉ ăn những cái món như thế này thôi. Cho nên mình đi mình post mình chụp còn nhiều hình cái mình lúc nhiều mà lần. mình ăn hủ tiếu gõ đó thì mình sẽ không post, mình sẽ để dành những cái chỗ lúc mà bây giờ mình sống ảo kiểu khác. Bây giờ mình ăn hủ tiếu gõ mình mới chụp hình xong mình nói lâu lắm rồi mới được ăn hủ tiếu gõ. Wow. Để mình ý là mình nói thật bình thường mà ăn thịt bò không đâu. Cũng là một content hay, đúng là đạo diễn có khác. Vâng, chúng tôi xin được kết nối với thính giả đang chờ đầu dây bên kia. Alo. Dạ, alo. Rồi, vâng, xin được chào bạn. Bạn ơi, tên gì nè? Dạ, em tên là Tuấn ạ. Tuấn ở đâu đây Tuấn ha? Dạ, em ở quận 9 ạ. Rồi, Tuấn ơi, có anh Dũng ở trong phòng thu rồi. Tuấn có muốn trò chuyện gì với anh Dũng hay không? À, xin chào bạn Tuấn. Mạnh dạn lên nha, nghe giọng có vẻ hơi rung á hả? Có gì đâu. Anh mới đúng. Dạ, thì anh Dũng ơi, cho em hỏi là em được biết là cái phim Tiền Trăng Máu sắp tới á, thì anh Dũng mình làm việc với lại có làm việc với nhiều diễn viên lần đầu tiên á, thì không biết là có đúng không vậy không anh Dũng ha? À, với tất cả các diễn viên mà tham dự Tiệc Trăng Máu thì chỉ có một người đó là Hồng Ánh thì mình đã từng làm việc rồi. Còn lại thì gần như là ngày mới, nhưng mà mình vẫn thường xuyên xem họ và cũng có quen biết, và thật ra là những cái người đó là những người mình cũng đã rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà đúng là lần đầu tiên làm việc với họ trong một tác phẩm của mình. Đúng. Dạ. Dạ, thì anh Dũng ơi, thì em thấy là có anh Thái Hòa làm việc trong bộ phim này nữa, thì em được biết là anh Thái Hòa là người rất là khó trong cách làm việc á, thì anh Dũng có thấy như vậy không anh Dũng ha? Thật sự thì mình với anh Thái Hòa đã biết nhau từ hồi hai thằng còn thất nghiệp và chưa nổi tiếng. Wow. Anh Hòa là anh học trường sân khấu điện ảnh, lúc anh ra trường á thì mình bắt đầu vào trường học đạo diễn. Thì lúc đó ảnh cũng còn ế xôn lắm, suốt ngày uống cà phê trước cửa trường để chờ có vai nhỏ nhỏ nào á, thì ngày nào cũng gặp ảnh là cũng chém gió. Thật ra là anh em cũng đã có Thái Hòa vô đoạn này. Đúng thiệt. Mà hồi xưa tức là từ Việt Hương rồi, tức là nguyên cái hội đó, tức là mới hồi ra trường rồi đâu có việc gì làm, suốt ngày nào cũng tới cà phê cửa trường để chờ mấy ông trợ lý đạo diễn đi vô trường tìm diễn viên đó. Thì lúc đó mình cũng thất nghiệp, mình cũng đang học, thì lúc đó anh em đã biết nhau rồi. Nhưng mà thật sự anh Thái Hoàng là một người rất là khó tính. Khi mà để thuyết phục ảnh đóng cái từng một cái dự án á, thì mình biết ảnh khó, cho nên là mình có gọi cho anh Trạng Y, mình hỏi anh bây giờ em muốn mời anh Thái Hòa thì sao. Nói khó lắm em ơi, anh làm tới mấy phim rồi mà bây giờ mỗi một cái dự án anh điêu ngại với anh Thái Hòa cũng như từ đầu, mà anh cũng mệt như vậy thôi, anh cũng phải dụ dỗ ý ôi vậy đó. Thì thật ra là anh Thái Hòa gặp ảnh cả 2 tháng trời á. Wow. Xong rồi á, tới gặp thì anh sẽ bàn kịch bản, cái này với vậy, xong rồi cuối cùng mà em ơi em có mời người khác được không, mình nói ủa vậy nãy giờ anh bàn anh có ý định nhận hay không đó. Thì nó cứ như vậy và rất là hồi hộp, và cuối cùng mà thuyết phục và ảnh được. Và thật ra thì chính cái điều đó thật sự với ekip thì anh Thái Hoàng là một người rất là khó tính và rất là nghiêm túc, cho nên ảnh vượt nguyên một cái hội ekip diễn viên ấy, cũng phải làm việc cực kỳ nghiêm túc theo ảnh. Nói chung là ảnh khó là đúng đó bạn. Bạn định hỏi ý gì tiếp theo liên quan đến anh Thái Hòa hả? Dạ, thì em thấy phim mình còn có chị Thu Trang nè, anh Kiều Minh Tuấn và anh Thái Hòa, thì những gương mặt này đều là những gương mặt có sở trường ở đóng hài. Thì không biết là phiên bản mặt Tiệc Trăng Máu lần này á, thì không biết là có đẩy yếu tố hài lên không ạ? Dạ, vì khán giả em thấy là khán giả Việt thường thích những yếu tố hài vui vẻ anh. Bản thân mình cũng thích hài nữa. Mình nghĩ là cuộc sống nó cũng mệt mỏi, cho nên hài nó cũng là một cái điều rất là hay. Với là với mình á, thì mình nghĩ là đây là một cái bộ phim á, nó rất là đặc biệt, nó rất là nhiều tầng ngữ nghĩa. Khi mà mình chiếu test khán giả có nhiều lứa tuổi á, cái bộ phim này đã chiếu test khán giả thì thấy rằng các bạn trẻ 18-20 á, tức là
họ xem cái phim này giống như một cái phim hài và họ cười rất là nhiều. Tại vì cái chuyện nó mâu thuẫn xong rồi nó trái ngang, nó rất là trái ngang á. Nhưng mà với cái đối tượng mà 30, 40 như mình xem xong á, thấy nó rất là drama và nó rất là hoang mang đó. Trời ơi, cái cuộc sống mà mọi người đối xử với nhau giả dối như thế này hay sao? Thì biết hay đâu là vậy? Mình cũng đang như vậy. À, thế tức là bởi vì mình có thể là mình đã trải qua nhiều và mình biết nhiều cái ẩn khuất đó, cho nên là mình lại nhìn thấy cái điều đó. Thì rõ ràng khi mà mình mời những cái diễn viên đó, thật ra thì mình nhìn thấy cái thực lực của họ. Bởi vì Thu Trang thì là một cái diễn viên rất là đặc biệt. Mình đã từng thấy cổ đóng hài, cổ đóng bi, đủ thứ. Và mình thấy với cái bộ phim này nó giống như nó rơi vào tất cả những cái ưu điểm của Thu Trang. Tức là kể cả về hài, về kể cả về drama. Thì ví dụ vậy. Với cái bộ phim này á, thật ra nó là một bộ phim drama. Rất là kịch tính. Nhưng nó là những tình huống trái ngang, cho nên là nó thuộc dạng dở khóc dở cười. Thật sự là nếu mà mình đơn giản á, thì đôi khi là mình hài, mình cảm thấy mình mắc cười vì những cái tình tiết, ví dụ như là ai bị lật tẩy, bị bể này kia á, mình sẽ cười. Nhưng mà đối với những người lớn hơn mà khi mình kinh qua rất là nhiều cái câu chuyện rồi, sẽ thấy là cười chắc nhiều khi không nổi mà thấy đau nhiều không hơn. Thì cũng cười nhưng mà ngồi thì thấy nó về thấy nó hoang mang quá. Không biết có ai làm vậy với mình hay không á. Giống như là khi mình chiếu phim này cho anh Huy Tuấn thì anh làm ca khúc á, ảnh coi xong rồi anh nói thôi nhá, phim này không dẫn vợ đi xem đâu nhá. Biết chiêu hết. Nhưng mà bạn Tuấn là bạn thích diễn viên nào? Ví dụ như là có anh Thái Hòa nè, rồi có Kiều Minh Tuấn nè, có Thu Trang nè, có Đức Thịnh nè, có Hứa Vĩ Văn, có Hồng Ánh, có Kay Thiên Nguyễn. Bạn là bạn thích những người nào ở trong đó? Dạ em thích mấy anh chị hài hài đó chị. Đúng là hỏi người nào là thích người đó đó. Thì thực ra là nhưng mà một cái dàn diễn viên từ trước giờ người ta nói là Tiệc Trăng Máu á, là một trong những cái bộ phim hiếm hoi mà quy tụ được một cái dàn diễn viên rất là khủng á anh. Người ta nhìn cái dàn diễn viên xong người ta bị hết hồn luôn. Mà anh làm việc toàn với sao như vậy, nó có mệt lắm không anh? Theo kể cả mình làm show sân khấu ca nhạc cũng vậy, mình thấy rằng thật ra những cái anh chị ngôi sao mà thực lực, những người ngôi sao thật sự thật ra cũng không khó là việc lắm đâu. Nếu mình là cỡ hai tháng giờ anh thấy hòa thôi. Không, thật ra là nếu mà họ là người nghiêm túc thật ra nghiêm túc thì mình nghiêm túc, thật ra là nó rất là rõ ràng. Thật ra cái dạng mà ngưng ngẩn nó mới là khó. Chứ thật ra là ngôi sao không phải họ ngẫu nhiên họ trở thành ngôi sao đâu. Họ phải có thực lực, họ phải có cách làm việc nghiêm túc, họ mới trở thành những cái ngôi sao mà đường dài như vậy. Thì rõ ràng cũng rất là may mắn ở trong đó toàn là những người đã có những người rất là nhiều người, hầu như ai cũng đã làm đạo diễn và làm nhà sản xuất các diễn viên ở trong phim đó. Có thôi, Cathy là chưa. Cathy với Kiều Minh Tuấn là chưa thôi. Còn lại các anh chị, cho nên là họ rất là hiểu cái công việc của đoàn làm phim. Ví dụ như là trước đây mình chưa bao giờ làm được cái chuyện có toàn bộ diễn viên để họ tập cùng nhau nửa tháng trời. Thật ra cái bộ phim này nó có một cái lợi thế bởi vì cái lịch quay nó ngắn, cho nên là mình phải được tập. Và khi tập với nhau á, thì họ bổ sung cho nhau và họ hiểu nhau và họ không có bị... thường khi mà các ngôi sao hay mình gọi là các diva mà cùng lên một sân khấu á, họ hát còn hay chứng tỏ hơn. Thì thường lúc nào cũng vậy, khi mà cái kịch bản này cũng vậy, tức là họ nó chia ra mỗi người một đoạn solo chính của mình và những người kia phụ. Nếu như không có một cái thời gian tập và nếu không có một cái thời gian mà để hiểu nhau và để thân với nhau và hiểu hoàn toàn cái kịch bản, biết chỗ nào mình nhường cho người ta, chỗ nào là của mình á, thì nó thật sự sẽ rất là rối loạn. Thì rất là may mắn là các diễn viên rất là chuyên nghiệp, khi họ tập họ vỡ cái kịch bản ra, họ bàn với nhau và họ thân với nhau giống như một nhóm bạn thật ở trong phim. Cho nên cái điều đó là một cái nghĩ là cái thành công nhất của cái dự án lần này, là mình được làm những cái điều đó. Nhưng mà về cái tư duy diễn xuất, tại vì mình cũng đối đầu với những nhà sản xuất, những đạo diễn khác, thì có mâu thuẫn gì không anh? Cũng không sao đâu. Thật ra thì bản thân mình á, mình nghĩ các anh chị đó cũng thừa hiểu và họ cũng đã từng làm với ngôi sao và họ cũng đã từng bị các ngôi sao hành hay là đấy, cho nên là họ hoàn toàn hiểu cái chuyện đó. Về bản thân mình á, thì mình có một cái may mắn là từ rất nhỏ là mình có bố chơi với rất là nhiều người nổi tiếng và ngày nào người nổi tiếng cũng tới nhà mình, cho nên là
với mình thì mình không có bị ngợp với những cái người nổi tiếng, tức là cái phong thái của mình làm việc, mình nói chuyện mình rất là rõ ràng, mình không có sợ hãi và mình cũng không có ấy, và mình cũng đầy cái sự tôn trọng. Và với mình nghĩ là khi mà mọi người được một cái sự tôn trọng thì họ sẽ trả lại cái sự tôn trọng cho ekip. Ví dụ như là cái cách mình làm việc, mình phải chăm sóc họ, mình hiểu được cái tâm sinh lý của họ thì tâm sinh lý của anh Thái Hòa khác tâm sinh lý của Thu Trang, của Kiều Minh Tuấn như thế nào, rồi xong mà tâm sinh lý của Hứa Vĩ Văn khác với Hồng Ánh như thế nào, cũng căng lắm ạ. Vâng, rồi sao nữa Tuấn ạ? Dạ thì anh Dũng ơi, em nghe anh chia sẻ rất là nhiều luôn. Thì em có đọc báo á, là thấy bối cảnh trong phim Địa Chân Máu á, là lên tới 3 tỷ đồng luôn. Thì không biết là cái cảnh này có phải là cái cảnh mà tốn kém nhất và từ trước đến nay của anh Dũng không ạ? Thật ra thì mình nghĩ bối cảnh có thể hơn một chút nếu mà tính sát cái tiền mà của cả những tài trợ cho cái bối cảnh đó. Bởi vì cái phim này nó xảy ra... Có chỗ à? 80% cái phim nó nằm ở một cái bàn ăn ở trong một cái nhà, thật ra đúng ra là một cái nhà, thật ra nó có mấy cái bối cảnh lặt vặt nữa nhưng mà nó chiếm khoảng độ 20 phút phim thôi. Vậy còn là quay lại, cũng sướng anh ha. Còn lại 90 phút phim ở trong cái nhà. Đó đó cái lý do mà tại sao cái kịch bản này nó được remake 20 nước. Tại vì nhà đầu tư, nhà sản xuất nào cũng thấy ngon một chỗ là ngon không? Mà khi mình nhận cái kịch bản này, ngoài cái kịch bản nó hay á, thì mình thấy cũng ngon. Tức là trời ơi, được quay một cái phim mà nó sướng quá, nó ở trong phim trường từ người tất cả. Và thật ra để điêu được các diễn viên ngoài kịch bản hay và ngoài cái tiền lương ra, thì cái đầu tiên mà dụ diễn viên đó, trời cái phim này quay sướng lắm mấy anh chị ơi, chỉ quay trong phim trường thôi à, xong là quay một chỗ thôi mà quay cái lịch nó sẽ rất là ngắn. Tại vì thật ra với đoàn phim cái thời gian mà để diễn xuất nó không có dài, tức là nó thời gian chờ, thời gian set up, thời gian di chuyển nó mới dài. Thì anh Trần Anh Hùng anh cũng nói vui á, tức là diễn viên mà ảnh tiền tới không phải là ảnh tiền diễn mà ảnh tiền chờ đó, bởi vì thời gian chờ nó còn lâu hơn thời gian diễn nữa. Thì đó là một cái ưu điểm của cái phim này, cái kịch bản này. Tức là về nghề thì luôn luôn chúng tôi đều thích những cái, tức là về bối cảnh, nếu mà một cái câu chuyện gì xảy ra ở một bối cảnh mà nó vẫn hấp dẫn, nó vẫn kịch tính được thì đó là một cái kịch bản rất là hay. Thì đây là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng và lý do mà tại sao cả ekip này rất là hớn hở để nhận cái dự án này, đó là một cái phần cũng quan trọng. Nói chung là 3 tỷ thì nó cũng không phải là, theo ảnh là không phải là quá nhiều mà lại được sướng nữa đó bạn. Không, thật ra nếu mà gọi là trong một cái kinh phí của một đoàn phim á, nếu mà nhiều bối cảnh thì chia ra thì cái tiền nó cũng cỡ đó thôi. Thật ra tiền bối cảnh nó cũng cỡ 2-3 tỷ thì cái phim này, thay vì mình nhiều bối cảnh thì mình gom lại thành một bối cảnh thì mình làm cho nó đáng. Và thật ra khi mà nó quá nhiều cái thời lượng ở trên phim như vậy á, thì mình phải có một, tuy nó một chỗ nhưng mà mình làm sao cho người ta đừng có chán con mắt. Tức là mỗi câu chuyện nó có những cái ngóc ngách riêng, mỗi cái góc người nó có một quay hình, nó sẽ có một cái ý nghĩa riêng, và nó làm sao phải quay được 360 độ mà vẫn đẹp. Và nên họ đi xuyên suốt trong cái nhà đó thì cho quảng cáo, cảm ơn tí xíu là cũng rất là cảm ơn. Tức là cái nhà đó mình tiền mình thuê phim trường, mình dựng cảnh đồ này nọ, thì cái mà khó nhất á là đồ nội thất. Thật ra nội thất mà gọi là nhà giàu á, mà thiết kế mình đóng á thì là biết rồi, nhôm nhựa lắm, cho nên là đâu cũng may, tỏ được đẳng cấp mà. Đúng rồi, cho nên là cũng may, rất là may mắn là có Bo Concept, là một cái nhãn hàng mà mình cũng rất thích, mình ước ao đó giờ, ước ao mua một cái hoài mà chưa mua được á. Mình mới nói nhà sản xuất, trời em thích bộ đồ Bo Concept lắm bạn, nó đồ thông minh mà nó trẻ trung nữa, cho nên làm sao không phải deal được bên đó. May mắn là bên đó cho tài trợ, cho cho mượn để quay. Và có mấy cái đồ điện tử thì của LG bà vô thì nói chung là mấy cái đó thì không có tốn tiền rồi. Thì anh Dũng ơi, em được biết là anh Dũng mình nổi tiếng với nhiều bộ phim thể loại khác nhau á, như là hài, tâm lý và cổ trang rất là nhiều. Thì không biết là anh Dũng mình thấy cái thể loại nào mà khiến cho anh mà cảm thấy thích nhất á, bộ phim nào mà anh thấy mà nó làm cho anh thử thách và khó khăn khi quay nhất à? Với mình á, thì khi mà mình học trường sân khấu điện ảnh, là mình mới ra trường á, là mình cũng chưa thật sự mê phim lắm, lúc đó mình mê làm MV hơn. Tại lúc đó mình cũng còn chơi nhạc, sáng tác nhạc.
Và mình luôn thích cái thể loại đó là musical á, phim phim ca nhạc á, đó là cái giấc mơ của mình. Có hai cái thể loại mình rất là thích, đó là phim phim ca nhạc. Thì hồi 10 năm trước cũng rất là liều lĩnh đang làm phim Những Nụ Hôn Rực Rỡ. Thì làm xong tới 10 năm sau vẫn chưa dám làm lại. Tại thật ra là cái thể loại đó rất khó, nhưng mà mong rằng mình sẽ trở lại với cái thể loại đó, bởi vì mình nghĩ đó cũng là một cái thế mạnh của mình. Và trong mỗi một cái phim mà cái đặc biệt của phim của Nguyễn Quang Dũng các bạn thấy thì trong mỗi phim nó đều có những cái màn ca nhạc. Mà nó hơi live musical, hay là nó dùng nhạc để nó là một cái chi tiết quan trọng trong trong cái phim. Ví dụ như là Tháng Năm Rực Rỡ cũng vậy, các bạn sẽ thấy có những cái màn nó như vậy. Thì mình rất là nuôi để được làm một cái phim ca nhạc. Tất nhiên là phim ca nhạc musical nó có những cái khó, rất là khó. Nó khó về đầu tiên là khán giả họ cũng chưa quen xem, chưa có cái truyền thống xem cái phim ca nhạc như là ở nước ngoài. Nước ngoài thì từ người ta học phổ thông, người ta đã học kiểu musical, các em đã diễn cái đó rồi. Cái nguồn nhân lực mình cũng chưa có, diễn viên nè, rồi những người quay phim, những người đạo diễn, người làm phục trang, hay là tất cả cái cũng chưa có, thì mình cũng hy vọng. Cái thứ hai là một cái thể loại nữa mình cũng rất là thích, đó là đề tài, gọi là đề tài thì đúng hơn, mình rất là thích đề tài phim chiến tranh. Và mình cũng mong tới một ngày nào đó mình cũng được làm một cái phim chiến tranh, bởi vì thật ra ba mình thì cũng là một nhà văn mà của cái thời cuộc đó. Thì khi ở nhà thì cũng nghe ba kể về những cái câu chuyện chiến tranh thì rất là hay. Và thật ra mình cũng ấp ủ, cũng muốn 1 2 năm nữa, khi mà mình suy nghĩ cặn kẽ và có thể làm cho nó hấp dẫn được, thì mình cũng rất là muốn làm lại cái kịch bản Chiếc Mực Ngà. Thì đó là một cái mình ấp ủ. Nhưng mà tất nhiên thì nó cũng phải rơi vào một cái thời cuộc khi mà khán giả họ cảm thấy rằng là phim chiến tranh là một cái thể loại hấp dẫn, và mình tự tin rằng mình làm cái điều đó hấp dẫn. Và cái điều thứ ba là các nhà đầu tư họ thay họ họ chịu đầu tư như một cái bộ phim thương mại, và nó nghiêm túc, và nó phải rất là đầu tư rất là cao. Dạ, phải tìm được những người mà thật sự có đam mê và mong muốn làm. Để ví dụ mà chẳng may là phim chiến tranh nó hơi kén, cái doanh thu nó không được như là phim kia, thì họ cũng phải hiểu được cái câu chuyện đó ngay từ đầu chứ anh. Nhưng mà mình nghĩ thật ra với thế giới, đề tài chiến tranh là một đề tài rất là hay. Thật ra là vấn đề của chúng ta đó là chúng ta bị một cái dính trong đầu suy nghĩ là phim chiến tranh là một cái bộ phim chính trị đó. Tại bởi vì chúng ta có một cái thời gian dài người dân xem rất là nhiều phim chiến tranh, nó hơi khô khan. Nhưng thật ra đề tài chiến tranh là một đề tài rất hay, bởi hay là bởi vì sao? Bởi vì về cái thân phận, về con người ta mà nó đối diện với sống chết, thì đó là một cái thứ cảm xúc mà mình nghĩ nó rất là mạnh mẽ. Và dĩ nhiên là khi mà chúng ta muốn cần tìm những cái phim đề tài đó mà nó gần gũi với khán giả, tức là chúng ta phải tìm những cái cảm xúc nào nó gần gũi với khán giả, và cái chủ đề, cái câu chuyện chúng ta nói nó cũng phải gần gũi. Thật ra còn nếu mà chúng ta tuyên truyền những cái gì mà khán giả chưa có cảm được thì cũng hơi khó. Nói chung là như vậy là có thể là sắp tới sẽ có phim chiến tranh và một bộ phim nhạc kịch thứ hai của anh Dũng À, đó. chưa biết Vậy sẽ là có, còn kế tương hoạch lai tương lai, xa tương lai xa, không biết là tương lai mấy bây năm. Rồi, được chưa Tuấn ha? Dạ em còn một câu hỏi nữa ạ. Ừ, hỏi đi bạn. Dạ em thấy là trong phim, ở trên phim hay là trên báo á, thì có hay đề cập đến vấn đề là các cô gái hay các chàng trai có ngoại hình xinh đẹp á, đổi tình lấy vai diễn á, thì không biết là nó có xuất hiện ngoài đời không anh Dũng ha? Thật ra cái này thì mình cũng nghe nhiều rồi mà chờ hoài sao chưa thấy. Cái này là nói nghiêm túc thật, thì mình nghĩ cái nghề nào nó cũng vậy. Văn phòng chắc cũng có, đúng không? Tức là khi mình có một cái ưu thế gì đó, mình cũng có thể dùng nó để làm một cái chuyện trao đổi gì. Nhưng mà mình thì thật ra các phụ huynh hay là các mọi người khi mà cho con em vào học hay là đi vào cái nghề này cũng cũng hỏi mình, thì mình cũng chỉ nói vậy thôi. Mình nói thật sự mỗi con người á, chúng ta chọn cái cách nào á thì chúng ta sẽ có một cái môi trường đó, và chúng ta sẽ gặp những cái người tương đối như vậy, giống như vậy. Nếu Vậy chúng là ta nơi nào dung đó.
Nếu bắt đầu nghề chúng ta chọn những cái cách đó thì chúng ta gặp sẽ gặp xung quanh những người kiểu đó. Và nếu mà chúng ta tự làm khó khăn, mình có một cái sự tự trọng mình hơn, thì chúng ta sẽ gặp những người tự trọng. Thì công việc nó sẽ khác. Và thật sự với điện ảnh thì với những người như mình, hay là những người mà đã xài tiền của rất là nhiều nhà đầu tư lớn, thì chúng tôi thường hay nói với nhau, thật ra thì mình cũng không vì cái đó mà để đánh đổi tới mấy chục tỷ của tiền của người ta. Cho nên là còn thật ra vì cuộc sống thì mình cũng đẹp trai mà đâu cần đánh đổi. Nói đùa này thôi. Thì đó, vì bản thân khi mình làm việc với ai cũng vậy, cứ khi mà mình làm việc với cái người làm nghề mà họ có sự tự trọng, mình cũng tin rằng họ dễ thành công hơn. Tức là bạn cứ nhìn lại thì tất cả những cái người thành công họ luôn luôn có cái sự tự tôn về bản thân, có sự tự trọng về 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 bản thân mình. Kim Thanh tò mò quá, Tuấn ơi, bạn là sinh viên của trường nào hả Tuấn? Dạ em là sinh viên trường Đại học Văn hóa ạ. Ồ, trường Đại học Văn hóa cũng liên quan đến nghệ thuật đó anh Dũng. Bạn cao mét mấy bạn? Dạ em cao mét 8 ạ. Ôi, mét 8 lận á. Mọi người nhận xét bạn đẹp trai không? Là mọi người nhận xét nha, không phải tự mình nói. Dạ bình thường thôi chị ạ. Ờ, cũng nghe có lý đó anh Dũng nha, bạn quan tâm, bắt đầu quan tâm rồi. Bạn có dự định làm diễn viên không? Dạ thôi em nghĩ em không có khả năng đâu ạ. Trời, học Đại học Văn hóa làm sao lại không có khả năng? Học Đại học Văn hóa là có khả năng nhiều đó chứ anh Dũng. Tùy với nhiều người ta thích sáng tác hay thích kiểu ở phía sau ống kính hơn. Ví dụ như anh là thích phía sau một cô gái. Rồi, được chưa Tuấn, hay là thắc mắc gì nữa bạn ha? Dạ được rồi, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Rồi, dạ. Cảm ơn bạn Tuấn rất là nhiều. Vâng, và chúng tôi xin được nhắc lại hotline của chương trình là 028 3910 4866. Các thính giả muốn trò chuyện cùng với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng về bất kỳ điều gì, hoặc là cái tác phẩm sắp ra rạp của anh là Tiệc Trăng Máu, cũng như là những cái bộ phim mà anh đã làm qua, hay là cái thời kỳ anh làm MV chẳng hạn, rồi anh làm giám khảo Việt Nam Idol chẳng hạn, anh sáng tác nhạc chẳng hạn. Gần đây có nuôi rùa nữa. Đúng rồi, nhờ anh mà xong rồi sau đó bạn Hanku Hàn Quốc Việt của bên Ngôi Sao .net cũng mua hai con rùa để nuôi. Cho nên mình coi clip rùa từ hồi trước, mình nói là rùa có cái gì hấp dẫn đâu, mà coi riết mình cũng thấy rùa dễ thương quá. Ở trên fanpage có bạn hỏi nè, chị Kim Thanh hỏi anh Dũng giùm em là khi coi trailer ở giây cuối thì có giọng alo, ai cũng phán đoán là giọng của chị Mỹ Tâm, có đúng không vậy? Và nhiều người nhận định là chỉ nghe được từ alo từ Mỹ Tâm thì mọi người sẽ ra rạp rồi, không đắn đo suy nghĩ gì luôn. Anh nghĩ sao về sức hút của chị Mỹ Tâm? Chị Mỹ Tâm xào rau. Thật ra thì cái bộ phim này có ngoài những cái người diễn viên mà các bạn thấy, còn có những người giấu mặt nữa. Mà những người giấu mặt thì cũng ghê lắm, chứ không bao giờ người thường đâu, tôi cũng người thường. Vậy đúng không? Thường anh hay làm vậy không, đúng thật không? Ra thì với cái phim này nó như vậy, tức là với cái phim này thì nó có những cái cuộc gọi điện thoại tới và nó tạo một cái mâu thuẫn ở trong cái bậc thang tiền đó. Đó, cái giọng của cái người điện thoại đó là ai? Và mình cũng nghĩ cái này mình có thể mời những cái người mà có những cái giọng rất là đặc biệt để tham gia vào cái phim này. Thật ra thì trên các phiên bản nước ngoài họ cũng có mời celeb vào cái, nhưng mà tại vì mình không có biết celeb nước họ. Cho nên không ý nghĩa gì hết. Nhưng mà celeb nước họ chắc không giữ bằng celeb nước mình đâu. Nước mình đứng về thị trường á thì là phim Tiệc Trăng Máu cũng rất là may mắn là mình cũng mời được. Từ từ các bạn sẽ, tại vì sau này đoàn phim sẽ có những cái câu đố về những cái voi đó. Thì có khoảng 7-8 nhân vật tới. Nhiều vậy luôn ha. 7-8 cuộc gọi tới mà. Thì rất là thú vị. Và bởi vì họ có những cái giọng đặc biệt nè, mà hay nữa. Cho nên là về cái credit của cái voi thăng lên mình nghĩ cũng ghê lắm. Wow. Cũng đáng sợ lắm. Tại bữa showcase đó là nghe alo cái là người ta biết Đàm Vĩnh Hưng liền tại chỗ luôn á, tại vì giọng của anh Hưng nó quá đặc trưng. Nghe cái là biết ảnh liền. Rồi xong cái đợt cái teaser đúng không anh, là nghe một cái là mọi người ai cũng đoán là giọng của Mỹ Tâm hết, Kim Thanh cũng đoán vậy. Với lại bên cạnh đó, ở ngoài đời ai cũng biết là Mỹ Tâm chơi thân với anh Dũng rồi, mà anh Dũng là celeb mà chơi thân thì ảnh cũng sẽ mời nó dễ hơn đúng không anh? Thì cái này cũng nhờ ăn ở. Thật ra thì trong một cái quá trình mình đi làm nghề cũng mười mấy 20 năm, từ lúc làm trợ lý, làm MV, làm show tới làm phim, thì nói chung là người thương mình nhiều
thì không dám nói, nhưng mà người ghét mình thì chắc rất là ít. Yeah. À, cũng đường hồng các bạn, các anh chị, cho nên là khi mình nhờ thì cũng rất là cảm ơn, mọi người cũng rất là vui vẻ để tới làm giúp. Thì bản thân thì mình nghĩ các bạn nên bớt đọc báo lại, tại đọc báo người ta hay chia rẽ tình nghệ sĩ lắm. Nhưng mà thật ra trong giới thật ra nghệ sĩ họ họ cũng cũng rất là chia sẻ với nhau trong những lúc mà cần cần nhau. Yeah. Bản thân mình cũng vậy, mình là cái người mang tiếng là làm show rất là mắc tiền, nhưng mà mắc thiệt, thật ra mình làm free rất là nhiều. Dạ đúng, cái này thì có, cho nên là bởi vì mình thì về đồng nghiệp, mà khi mà ai đang làm việc chung hay ai có mà đồng nghiệp á, khi mà họ cần mình thì mình ít khi nào từ chối, nếu mà mình rảnh là mình sẽ làm ngay. Ừ. Thì cũng phải nói thêm cái chỗ làm free chút xíu là mặc dù giá cát xê mà mời anh Dũng làm đạo diễn của chương trình sân khấu thì rất là chát, giá phim thì dĩ nhiên là quá chát rồi, nhưng mà về live show thì cũng chát không kém. Nhưng mà riêng với những cái chương trình mang ý nghĩa và thiết thực á, thì ảnh là lấy tượng trưng có như không có hiền hồ. Ví dụ như là lễ trao giải của Làn Sóng Xanh thì anh Dũng rất là nhiều năm tham gia rất là nhiều vai trò, từ đạo diễn cho tới cố vấn và rất là nhiều khâu. Có năm thì anh cũng lấy tượng trưng chút đỉnh, có năm thì cũng không lấy gì, và có năm còn mời anh chị em đi ăn lại nữa, nói chung cũng sướng. Thì đã mấy ngốc mà lấy mắt cái ngã buồn hổ vậy, nhưng cho đó là vâng rồi, chúng tôi xin được tiếp chuyện với thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ xin mến chào hai anh chị MC và anh Quang Dũng ạ. Xin rồi. Chào bạn. Bạn dạ. Ơi giới thiệu về mình xíu đi bạn. Dạ em tên Tiến Bảo, em là Thủ Đức nha chị ơi. Bảo. Rồi Bảo. Dạ. Rồi Bảo ơi, bạn đầu nói chuyện hơi dài cho nên mình còn chưa tới 10 phút đó, bạn đặt câu hỏi đi. Dạ dạ, em tập trung chuyên môn ạ. Rồi tập trung. Dạ. Anh Dũng ơi, cho em hỏi anh vài điều ạ. Dạ, Dũng nghe. Em cũng biết là anh làm rất nhiều bộ phim nổi tiếng, giống như là Mỹ Nhân Kế nè, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Siêu Nhân X, Nụ Hôn Thần Chết. Và em thấy trong phim anh á là đều có cái sự tham gia của chị Thanh Hằng á. Có lý do đặc biệt gì để chị Thanh Hằng luôn là cái nàng thơ trong phim của anh không ạ? Có một cái lý do đặc biệt đó là thật ra Thanh Hằng là một người rất là tin mình, và mình cũng rất là tin tưởng Thanh Hằng. Thật ra khi mà làm một cái việc gì mình rất là cần những cái ekip hay những người đó tin tưởng mình. Mình rất là tự tin. Em nghĩ là nhiều người tin lắm anh, không phải Thanh Hằng không đâu. Họ nói tin thôi, nhưng mà nhiều khi họ nghi ngờ. Cho nên cũng không hẳn tin hết những điều đó đâu. Thì và cái điều thứ hai á, Thanh Hằng là một cái người làm việc rất là nghiêm túc. Nếu mà ai đã từng làm việc với Thanh Hằng á thì các bạn sẽ biết là Thanh Hằng là một người làm việc rất là chuyên nghiệp, rất là nghiêm túc. Cái thứ ba là thật ra thì Thanh Hằng chiếm khoảng độ 50% phim của mình, đúng không? Wow. Tức là nụ hôn chết, Mỹ Nhân Kế, Siêu Nhân X, Tháng Năm Rực Rỡ. Những Nụ Hôn Rực Rỡ. Những Nụ Hôn Rực Rỡ. Tới bây giờ mình làm 10 phim thì Thanh Hằng tham gia 5 phim. Yeah. Thì đó cũng không phải là quá nhiều, cũng có một ít. Đúng không? Tại nhiều mà phim nào cũng có, đúng không? Cho nên thật ra cũng không phải là phim nào cũng có. Nhưng mà 5 trên 10 thôi. Nhưng mà nhiều, rất nhiều. Thật ra là chị Phương Thanh cũng nhiều, chị Phương Thanh nhiều tới cũng 4 phim. Không, ta đang nói nữ chính mà anh. Thì đó, thì thật ra khi mà mình làm với Thanh Hằng xong á, ở một cái dự án này, thí dụ như với vụ án Nụ Hôn Thần Chết, xong rồi thì mình nhìn thấy thật ra bà này á, bà cũng có hài lắm, mà đó giờ thấy bà hài mà mình thấy bà hài, cho nên á là lúc mà làm Những Nụ Hôn Rực Rỡ á lại khai thác cái điểm hài của Thanh Hằng, thí dụ vậy. Rồi tới Mỹ Nhân Kế thì lại thấy ụt bà này bà có vẻ quyền lực, cái thời đó bà chưa quyền lực, sao này mới quyền lực, thì thấy, bà đã, thấy mạnh mẽ thì đang mình lại khai thác đó. Yeah. Với Tháng Năm Rực Rỡ thì thật ra lại là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Thật ra thì lúc đó cái suy nghĩ của mình nghĩ Thanh Hằng trẻ quá sao vô vai đó được, lúc đó mình nghĩ vậy. Xong rồi thấy nhà sản xuất rồi phó đạo diễn ai cũng đề nghị Thanh Hằng, nói thôi giờ vote đi, cũng có vote. Thì thật ra là tất cả mọi người đều vote Thanh Hằng.
trừ mình. Xong mình nói giờ tất cả mọi người bóp mà mình làm với tên hàng bao nhiêu năm mà chẳng lẽ mình say no kỳ quá không được. Cho nên là thật ra là cái bới tháng năm rực rỡ á, thật ra là Thanh Hằng á, bởi vì cái ekip của Dũng cũng làm rất là nhiều năm, thì thật ra những cái ekip, những người trợ lý hay những người sản xuất họ cũng rất là yêu quý, họ cũng rất là thần tượng Thanh Hằng, cho nên là không phải riêng mình đâu. Đẹp nữa anh. Có nhiều yếu tố đúng không, chứ không phải là anh chọn không. Nói chung là đẹp rồi, rồi fan nhiều rồi, nhiều yếu tố chứ anh nói vậy em cũng không tin hết nữa, đâu. Tài năng nữa, tài năng nữa. Em không tin hết đâu. Rồi. Mà sao trong phim thì trong máu lần này không có chị Thanh Hằng vậy anh? À, có nhiều thứ thì đã có, cũng có khi này có khi nọ, tức là thật ra thì khi nào á mình mời một cái người diễn viên nào đó mình nghĩ mình có cái gì đó mình khai thác, tức là diễn viên họ phải có một phần nào đó của nhân vật, nhưng mình phải tìm ra được một cái mới nữa, một cái gì đó để mình nghĩ họ có thể làm khác họ và khán giả thấy được cái điều đó. Thì với Tiệc Trăng Máu á thì nhìn qua nhìn lại thì chưa thấy vai nào. Ủa đóng vai vợ Hứa Vĩ Văn ok mà. À không, cái vai đó khó lắm. Cái vai đó cực khó, là đọc vô cái câu đầu tiên là thấy không hợp rồi. Ôi sao không hợp, em thấy hợp mà. Tại cái vai đó là nó phải ngực lép. Để tại vì trong câu chuyện nó sẽ có đi giải phẫu Nam Mỹ. Đó, cho nên là đâu hợp, đúng không? Tìm mãi mới được Hồng Ánh đó, bây giờ showbiz còn mỗi Hồng Ánh. Anh nha. Trời, bữa nay anh bóng phóng nguyên một gian diễn viên luôn. ghê quá, bữa nay mới phát hiện. Đúng không, bây giờ em tìm. Phải dẫn tiếp là chị Hồng Ánh được mời vào phim này vì... Rồi, được chưa Vinh ha? Chắc một câu nữa đó, bây giờ còn có hơn 3 phút thôi. Dạ, cho giấy thôi cho em. Cái câu này cho em hỏi nghèo anh Dũng, thiếu cho anh Dũng nha. Không có chửi em à. Theo em biết á, là nhiều anh chị em đồn nói anh có biệt danh là Dũng Khùng á. Đó, anh cho em biết là cái biệt danh ở đâu ra, anh có thể chia sẻ cho tụi em biết được không ạ? Thật ra cái biệt danh này hồi xưa là mình tự đặt, cho nên không có gì tự ái, không có gì chửi hết. Thật ra là cái hồi mà còn ế xô á, cái hồi mà mới ra trường á đi làm, thì lúc đó mình đi ra ngoài Hà Nội mình làm á, thì tự nhiên lúc đó nó ngẫu nhiên á, có hội quay phim với đạo diễn nó rất là nhiều người tên Dũng, rồi đặt Dũng Quân Đội, tới ảnh làm hãng phim quân đội, Dũng Hùng, Dũng Cao, Dũng Thấp, rồi Dũng Sài Gòn mình ví dụ ha, người ta hay gọi mình Dũng Con Ông Sáng ví dụ vậy, thì kiểu vậy. Thì lúc đó đó thì mình đi làm, thì thật ra ở miền Nam lúc đó làm ca nhạc với quảng cáo rất nhiều, thì ca nhạc với quảng cáo thì nó rất là bay bổng và nó rất là nhiều thứ, nó rất là phi logic. Thì lúc đó ở ngoài Hà Nội người ta chưa quen làm như vậy, người ta làm phim truyện nhiều, cho nên là những cái yêu cầu của mình á, đôi khi ở ngoài Hà Nội mày khùng quá ví dụ vậy, thì nó rất thường. Mà lúc đó mình cũng ngông cuồng nữa, cho nên là mình cũng có những cái ý tưởng mình rất là thích thú với những ý tưởng lạ đó. Thì tới lúc mà bắt đầu có email á, phải đặt tên email á, thì lúc đó ông đang ngồi không biết đặt tên gì, đặt tên gì cũng Dũng cũng trùng, tại tên Nguyễn Quang Dũng nó dễ trùng lắm. Cho nên tự nhiên anh kêu mày đặt Dũng Khùng nguyên, có khi nó trùng mà thiệt, nó không trùng thiệt. Cái thành đặt email cái riết rồi nó thành cái tên như vậy. Mà thấy cũng hay, tức là nó thành giống như là mình lúc đó mình start up bản thân, xong rồi mình cũng biết đặt thương hiệu đó, xây dựng thương hiệu. Cái ai giới thiệu là Dũng Khùng, nói ủa thằng đó làm sao khùng, bắt đầu ta kể ra, à cái người ta nhớ mình tới bây giờ là cái email của ảnh vẫn là Dũng Khùng đó bạn ơi. Trời mà bị hát rồi, bây giờ tới đàng hoàng rồi. Tại vì lâu quá em không gửi mail cho anh, em tưởng anh còn xài email đó. Trời, nhưng mà nó chắc là hiếm người có điều kiện xem cái phim Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt, là cái phim điện ảnh đầu tiên chiếu màn ảnh rộng. Dạ, YouTube không ạ? À, có YouTube hả? Em không biết, nhưng mà tạm gọi là cái bộ phim đó, trời, bạn sẽ coi bạn thấy là rất là nhiều cái yếu tố điên rồ là anh bỏ ở trong đó. Và hồi đó là Kim Thanh đã chơi chung với Phan Gia Nhật Linh rồi, thì cho nên là cũng đi ủng hộ phim rất là dữ dội. Và tới chừng xem xong cái phim đó hả, trời ơi, là đối với những người như Kim Thanh là quên hết nguyên cái dàn diễn viên, thậm chí còn chẳng nhớ tới Johnny Trí Nguyễn nữa, mà chỉ nhớ Phan Gia Nhật Linh thôi. Tại vì trong đó có cái cảnh là về bệnh viện tâm thần, thì Phan Gia Nhật Linh là đóng vai cameo, là một bệnh nhân ở tâm thần ở trong đó. Mà cái vai của nhân vật đó là đi chửi người khác tâm thần, nói rằng là mình tỉnh, vừa nói xong á là lấy một cái ca nước mà múc ở trong cái bồn cầu vệ sinh và súc miệng. Và cái cảnh đó á, nó thật đến nỗi là mình ám ảnh tới bây giờ, cứ nhắc tới gì Phan Gia Nhật Linh là mình nhớ tới cái cảnh đó, là bạn biết là ảnh và tỉnh tới cỡ nào rồi đó. Mà phim đó rất là thú vị, nếu mà
mình có lên những cái nền tảng mà chiếu à không? Thì cũng sắp tới cũng đang 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 tính đang deal á, tại đó là một cái bộ phim mà có Dũng cũng là một trong những bộ phim của mình mà mình thích nhất. Yeah. Và cũng có rất là nhiều bạn bè cũng thích cái phim đó nhất trong những cái phim của mình á. Yeah. Thì chiếu lên đi để em chụp đúng không, cái cảnh đó thì bởi vì cái thời đó thì cái chất lượng âm thanh nó cũng rất là kém, thời đó là điện ảnh nó chỉ có mono thôi và chỉ quay bằng phim phim nhựa. Yeah. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang điều để làm sao để có tiền để làm lại cái bản âm thanh đó, với lại in lại một cái bản digital và có thể edit lại cho nó chỉnh chu hơn để ra một cái bản mới. Yeah. Để chiếu trên. Như vậy thì hy vọng mọi người sẽ có cơ hội thưởng thức, nhưng mà tóm lại là mình hết giờ rồi Bảo ơi, thôi Bảo nói là chào tạm biệt, sorry bạn nhiều. Cảm ơn Bảo, chúc sức khỏe nha. Chúc anh Dũng và đoàn phim đạt được doanh thu và ra mắt thành công tốt đẹp ạ. Cảm ơn bạn. Vâng, xin được cảm ơn bạn rất là nhiều, và nói chung là thời gian trôi qua rất là nhanh. Kim Thanh biết là bạn Bảo còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà hết giờ rồi, và cũng nhờ anh chào tạm biệt mọi người luôn. Rất là vui, rất là ngầu ngầu tự nhiên gặp được trong cái mùa này mà gặp được nói chuyện vui vẻ thật là thú vị. Mong rằng khán chưa, giả chưa cũng có, chưa có ai điện thoại bốc phốt anh. Không, tại vì anh có phốt gì đâu. Chúc quý vị khán giả giữ gìn sức khỏe và luôn luôn giữ một cái tinh thần tích cực trong những cái thời điểm khó khăn như vậy, và chúng ta hãy chia sẻ những cái điều tích cực đến với mọi người. Hy vọng mọi người sẽ bình an và trở lại cuộc sống bình thường sớm thôi, và rạp chiếu phim sẽ lại đông vui. Xin cảm ơn. Một lần nữa thì cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin văn hóa nghệ thuật giải trí.